À, đúng là không có mụn là không ngon thiệt. Khách cũng hỏi chị đó đó. Mà thật ra lúc nhận cơm mình chẳng nghĩ chi đến hả? Ừ. Có ấn tượng gì quen quá rồi phải. Vườn của ông Phương á, chị đoan gì á? Thì ghiền xe mụn. Còn ông Phương nhé, tiểu thật sự. Là anh Phương à? Dạ. Hồi xưa ông gửi cái bạn em luôn mà. Hồi em mới mua chị ấy. Gửi cái bạn luôn. Tôi bị chia sẻ với cái gì quá. Sau có thời gian ông lên mình lấy ông Dương đi ra cho hắn để cho câu view với Don kìa. Thì ông coi đồng quen với. Làm về chủ đề bóng đá mà lấy video vụ về công lái. Riêng bé trăm thôi nghe. Ghi chưa? Để coi có ông tổng 100. Bé nó nói nhiều không? Thấy mặt anh chè đâu biết. Có quay không? Thì nói chị Hà qua coi thôi. Chị Hà sẽ coi bé trong góc, trong cùng. Dài dài. Giống bị nhăn. Giống bị nhăn. Wow. Chúng ta gì mà nặng tới mai cũng chưa hết. Ráng nằm tới chiều về. Nè, cậu ở đây. Còn một bàn bà nó ra ngóng này cục nữa nhìn trên
Càng nặng càng ra là bông thật xanh. Vậy có một cái bông khô chứ. Em lái luôn xa xa đi, tại vì nếu mà viêm lên thì lái, chứ tại vì cũng huy là kiểu như không có mũ thì lái, không là để hầu chị lái cho. Để khi lại lên siêu sao rồi, ai cũng bà anh đang chờ kho. Dễ thương này.